Từ lâu rồi tôi gian em, đừng kêu tôi bằng tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy cho là khó chịu, còn dùng lời lẽ nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bốn giả của thầy đã biết, mà tại sao thầy không chịu nói ra? Anh đang cúi đầu chờ anh về, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lận đận, suốt cuộc đời duyên nợ giờ gian. Lương tâm của thầy cắn rứt chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa, để chiều ý thầy tôi sẽ gọi thầy bằng mình hoặc ba của thằng Tâm, hay chỉ là anh thôi. Mình ba thằng Tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, từ nay chúng ta sẽ âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở đời còn lại, anh với em gắn bó mặn nồng. Tuy không đường hoàng gia thu, nhưng là nghĩa vợ chồng sao trước gối chân. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao họ hiểu được anh với em. Đã vượt ra khuôn khổ gia đình, là chúng ta nối lại mối tình xưa gian chờ. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ. Còn cho vừa ý anh thì lại có thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh cứ để cho tôi
như nước chảy qua. Cầu vừa gặp thì đã xa thôi, thì tình của chúng ta riêng đành chịu số. Xa miệng cho con khôn lớn nên người kể như tròn bổn phận của anh tiếp là. Ở đây anh là ba thần tâm, gặp gỡ má thần tâm với tất cả niềm may ơn trọn vẹn. Thần tâm con chúng ta sẽ tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hệ nâng ly và để chúc mừng cho con trong cái buổi thành hôn. Tâm ơi, thương con mẹ chỉ biết gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa gì mà mẹ lại dám nghĩ đến chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con? Đây, mặt cưới thiêu còn dáng dở. Kim Nguyên Hương dịu dàng từng đường ghi môi chị, có trái tim sắc son chờ mong, nhịp nhàng vương trời xa thăm, duyên lửa đôi sắc son tình chung. Vậy mà đã từ lâu rồi em vẫn thản nhiên như người qua đường xa lạ, trong khi anh ngày đêm vẫn ấp ủ nâng niu một bộ quyên ương êm đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến anh đây thêm nén ruột xé lòng. Nguyệt, em hãy cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, giữa thời tiết đổi thay, không ai một con bồng bềnh trên biển cả, thì chừng đó con còn lại sẽ một mình nương sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày gào to trên sóng dơ. Nhưng đã từ lâu rồi anh giấc xuân mộng từ lâu cam trống trải, tình gối chăng nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin đợi phúc trùng phùng duyên căn lệ, không thể nào tay hợp. Cương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên đầu. Quãng đường xa còn gai gó thấm thấm xa vời, thằng tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chở đời bán lợi mua danh? Buổi giao thời mới thủ đổi thay, mà chúng ta là nạn nhân của một gia đình tập quán, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua
bội bạc phú phàng. Nguyệt à, từ lâu rồi anh lo cho con không thiếu một thứ gì hết. Em biết không, thằng Tâm nó có hiếu lắm đó em. Anh Minh à, theo tôi thì như vậy cũng là chưa đủ đâu anh. Mà thương con là phải biết sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cổ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp sông rêu cặn bã áo tù. Phải chấp cánh cho nó bay xa, cho nó thấy được đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó về cảnh tình của người dân đang trên cổ mang trồng, cho nó được sáng mắt sáng lòng phân biệt thấy nào là ghét như là thương. Nguyệt, đã từ lâu rồi em cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này em cho phép anh thỉnh thoảng. Em định bước thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu như anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn hết anh đừng nên đến đây nữa. Nguyệt, thôi được rồi, từ nay chúng ta dành tất cả cho con vậy. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Nghe gió lòng trời thu luyến lâu, từng chi kỷ sắc vàng. Hôm nay đi lễ Du Lan tâm thành cầu an, nguyện mong sao khắp nơi an bình. Người người thương mến nhau như gia đình. Thấp thoáng xa xa nhiều cờ hoa rực rỡ, hàng Phật tử khắp nơi nay về đây dự lễ, ai cũng thật trang nghiêm khi cài đó hoa hồng. Tay chấp như cành sen con thành tâm, hoa nghe hương trầm nghi ngút, trang nghiêm trước nơi sân chùa. Muôn hoa nở
mùa du lan bao nhiêu. Tháng bảy mùa lễ du lan, báo hiếu cha mẹ muôn vàng kinh yêu. Cha mẹ như đấng cao siêu, sinh thành dưỡng dục chịu nhiều gian lao. Đi dự lễ du lan ai cũng nặng mang bao nỗi niềm hoài cảm. Ân mẹ cha ân thầy tổ đã cho mình. Bao đáp tư ân là bổn phận ta giữ gìn. Dù có ngược xuôi trên vạn nẻo đường xa cách, nhưng phải nhớ đi chùa trong mùa đại lễ du lan. Cầu sống đường thừa hưởng phước bình an, cầu quốc thái an khang, ngài Phật trời quán hỷ. Bởi có câu mấy chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Ta vui trọn trong đời khi còn cha mẹ, cảm thương cho thân phận ngỡ ngàng khi người bất hạnh. Nỡ làng khung trời quanh là vàng cá rơi xa cành, hạt mưa thu tháng sầu cõi đồng. Nghe tiếng chuông du lan trong chùa ngân vang, làm tôi càng miên man với bao nỗi niềm chứa chan. Lòng vẫn lòng từ đây khắc ghi những lời pháp âm của tăng ni dạy tu học, làm cho cõi lòng an vui khi vương cô lụy mê muội. Lời kinh khắc đậm trong tâm, từng câu kể trong mùa du lan. Khi con ve sầu cất tiếng nỉ non trên cành cây trong mùa bao hiu, như hòa quyện âm gian như cung đàn reo rắc, lúc nhạc lúc hoang khi trầm khi bồng, làm lắng động lòng ta qua lời pháp siêu màu. Từng giọt mưa ngâu như từng ngất lệ thêm sầu, truyền tích dân gian có ngưu lan chức nữ, muốn hội ngộ tương phùng phải nói nhịp cầu duyên. Còn ta muốn quay về bên lãnh đạo thiên liêng, cũng phải tích tạo phước duyên cận kề ngôi tam bào, để được trang nghiêm tinh thần người con yêu thầu. Mùa bao yêu du lan thì ta phải đi chùa. Là người con biết tu hành, nương dòng suối từ bây giờ công đức tăng. Đi trong ba tháng an, cứ đã truyền ban bố phá bằng điện, giúp cho hàng Phật qua
lòng phải nhớ nghĩa sông thân. Nghe kinh phổ màu bao ân, rưng rưng ngấn lệ lòng bất quân nghẹn ngào. Nhớ thở nào Đức Phật đảnh lễ đông xương khôn, để tưởng niệm ân mẹ cha trong nhiều kiếp. Hôm nay nói tiếp về thương ngày, chúng con nhớ hoài mùa báo hiếu Du Lan. Dạ, kính thưa tổ nghiệp, hôm nay ngày 12 tháng 8, chúng con cùng các ca nhạc sĩ tề tụ về đây để mừng ngày giỗ tổ. Khấn xin tổ nghiệp phải về đây mình, thấy con cháu mình với cả tấm chân tình, dù đang sinh sống ở nơi đâu, chúng con không quan ngại đón đường xa đến đây. Chúng con cầu xin ơn phước của Ngài ban cho cái nước được tồn sinh mãi lòng. Dù đang sống ở nơi đâu hay hoàn cảnh khó khăn nào đi, vẫn gìn giữ bộ môn cải lương, bởi vì đó là truyền thống Việt Nam đất nước thâm tình. Cải lương với chúng con luôn như bóng như hình, hôm nay con nguyện cầu xin ơn tổ nghiệp cho con được tinh thần để dẫn để trên bước đường phát huy bộ môn cải lương cho mỗi ngày càng thêm mở rộng. Xin tổ nghiệp phù hộ những người nghệ sĩ và các nhà công sức khỏe được dồi dào. Đời của nhiều nhạc công công hiến lo cho ngành cải mà đâu có ai biết nhiều đến những người đơn trống. Còn những người ở trong phía sau hậu đài lo toan cho tuồng cây lương thật hay, còn những anh kêu mang ôi đời cần khổ làm sao. Viết một tuồng cải lương nhà giấy bao nhiêu công tâm trí nghiên cứu tuồng, rồi còn phân giải cho các diễn viên kèn trống hòa âm lẫn tiếng đàn kết nối cùng nghệ sĩ làm cải lương tuyệt vời. Làm cho nghệ sĩ chúng ta có tinh thần cát, mỗi khi nghe thẳng những tràng pháo tay cũng như tiếng đàn quyến cùng tiếng ca như ánh trăng sao.
ngành cây lương chúng con nguyện ghi nhớ mãi và sẽ truyền cho con cháu sau này. Hôm nay có mặt tại đây, chúng con xin hứa với tổ thầy cải lương, từ nay mãi mãi yêu thương cùng ca nhạc sĩ một đường tiến lên.